Hello, xin chào quý các bác, các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn tiếp tục quay trở lại với Cuộc sống vùng cao. Hôm nay Cuộc sống vùng cao sẽ đi lên nương và gửi đến quý các bác, các anh chị và các bạn một số cái thông tin về cái cây xuyến chi. Cái cây xuyến chi này thì mọc đầy đường, nhưng mà chúng ta không biết đến cái cây này, nó lại là một cái cây thuốc chữa bệnh rất là tốt, đúng không nhỉ? Đây, hôm nay em muốn nói đến nó chính là cây này này, cây xuyến chi. Nó mọc đầy đường nhưng mà chúng ta lại không biết đến cái cây thuốc này. Bởi vậy em muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn, em muốn đưa đến các anh chị và các bạn một số những cái thông tin và một số những cái hình ảnh về cái cây thuốc này. Đây, không nét được nhỉ. Lấy nét mà khó thế. Chịu rồi, không lấy nét được. Đây các anh chị và các bạn, chắc hẳn là chúng ta đều đã biết đến cái cây xuyến chi này rồi đúng không nhỉ. Đó, nó hay có những cái này bám vào quần áo của chúng ta đấy, khi mà chúng ta đi thì nó hay bám vào. Đây các anh chị, đây hôm nay em muốn gửi đến các chị và các bạn một số những cái thông tin về cái cây này. Cái cây này là một cái cây thuốc dân gian hay dùng để mà chữa bệnh, và đặc biệt là ở trên vùng cao em cũng sử dụng cái cây thuốc này rất là nhiều. Ở những cái địa phương khác thì em cũng không biết là mọi người có dùng cây thuốc này để mà chữa bệnh hay không. Tuy nhiên rằng thì ở trên em thì thường thường là dùng để mà chữa những cái bệnh nhẹ, như kiểu là bệnh sốt đấy, bệnh sốt ở trẻ em, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bị vết thương ngoài ấy, như kiểu là bị rắn cắn ấy, thì chúng ta cũng có thể dùng cái cây xuyến chi này chúng ta làm thuốc rất là tốt. Hoặc là chúng ta bị đau răng ấy, đau răng hoặc là chúng ta bị sâu răng thì chúng ta cũng dùng cái cây xuyến chi này là để mà chữa rất là tốt và rất là hiệu quả. Cho nên là em muốn gửi đến tất cả toàn thể các anh chị và các bạn một số những cái thông tin về cây thuốc này. Có thể là nhiều người cũng đã biết đến cái cây thuốc này rồi. Tuy nhiên rằng thì bên cạnh đấy thì có, em nghĩ là có rất là nhiều anh chị em chúng ta cũng chưa được tìm hiểu và chưa được biết đến cái cây xuyến chi này, đúng không nhỉ? Đây là cái cây xuyến chi non, nó còn chưa ra. Đây này, mấy ra hoa nữa nhỉ. Khi mà nó ra hoa rồi ấy, thì nó sẽ ra một số những cái gai như thế này này. Đây các anh chị, đó, nó ra như thế này này. Rồi sau đấy thì nó hay, mình đi thì nó hay bám vào thế này, nó hay bám vào cái quần áo của chúng ta rất là nhiều. Đây, chúng ta đều biết đến cái cây này rồi đúng không nhỉ. Thì hôm nay em muốn gửi đến các anh chị và các bạn một số những cái thông tin về cây này. Cái thứ nhất thì cái cây này này, cây xuyến chi này này, nó có tác dụng rất là tốt đối với việc hạ sốt. Đó, việc hạ sốt ở trẻ em nhé. Ở trên em hay dùng để mà cho trẻ em, trẻ nhỏ bị sốt cao thì chúng ta lấy cái cây xuyến chi này, chúng ta làm thuốc rất là tốt. Chúng ta lấy hoa của nó này, đây, lấy hoa, nó hoa màu vàng này, chúng ta lấy hoa cộng với lá, đây lá này các anh chị này, đó, chúng ta lấy hoa cộng lá, chúng ta giã lấy nước để mà cho những cái trường hợp trẻ em nào bị sốt thì chúng ta giã lấy nước để mà uống. Còn cái bã của cái cây xuyến chi này thì chúng ta đắp lên cái lòng bàn chân của trẻ em nhé, của những cái trường hợp nào mà bị sốt cao ấy thì chúng ta lấy cái này mà để mà đắp vào. Đấy là cái thông tin hữu ích mà người dân tộc thiểu số trên vùng cao hay dùng. Còn địa phương khác thì em không rõ chúng ta dùng thế nào, đúng không nhỉ. Và một cái thứ hai nữa, cây xuyến chi này có thể dùng để mà chữa bệnh thì chữa cái bệnh viêm họng này, viêm thanh quản. Đó, viêm thanh quản thì cái này chữa rất là tốt. Cái trường hợp mà khi mà chúng ta nói nhiều, cái chúng ta giọng khàn hết tiếng thì chúng ta có thể dùng cây này, chúng ta
đun chúng ta sắc uống nó cũng rất là tốt, rất là hiệu quả. Em muốn gửi đến tất cả các anh chị và các bạn chúng ta cùng biết đến. Và một cái nữa thì cái này, cái cây xuyến chi này này, nó còn có thể trị những cái trường hợp mà chúng ta bị ngã, xong là nó bị tụ máu rồi đau nhức, thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây xuyến chi này, chúng ta làm xong giã nát ra, chúng ta đắp vào cái chỗ bị sưng đó, chỗ bị bầm tím đấy, bị bầm tím do ngã đấy, thì chúng ta có thể lấy cái cây xuyến chi này chúng ta đắp vào. Và một cái nữa, ở cái cây xuyến chi này nó cũng có công dụng rất là hiệu quả, nó chính là cái trị cái chứng mẩn ngứa đấy. Mẩn ngứa, những cái trường hợp nào bị ngứa ngái các kiểu thì chúng ta cũng lấy cái lá này này, lấy lá lấy hoa chúng ta giã xong là chúng ta bôi vào cái chỗ nào mà ngứa, chúng ta bôi sát vào đấy, rồi một lúc sau thì nó sẽ khỏi. Mà một cái nữa, cái cây xuyến chi này nó có tác dụng là chữa đau lưng, do những cái cho những cái trường hợp mà làm việc quá sức đấy, làm việc quá sức chúng ta hay bị đau lưng ấy, chúng ta lấy cả cây đây đó, chúng ta lấy cả cây này chúng ta đem sắc uống, nó sắc uống thì nó có thể giảm được cái việc đau lưng. Một cái nữa em muốn nói với các anh chị và các bạn là về cái cây xuyến chi này này, cái cây xuyến chi ở địa phương khác thì họ sẽ gọi theo kiểu khác, còn ở địa phương em thì cũng gọi là cây xuyến chi thôi. Đây thì một cái nữa, những cái trường hợp mà bị đau răng ấy, bị đau răng hoặc là bị sâu răng thì chúng ta cũng có thể dùng cái cây xuyến chi này, chúng ta giã nát cộng với lại một chút muối nhé các anh chị và các bạn nhé. Đấy, khi nào mà chúng ta bị sâu răng hoặc là chúng ta bị đau răng thì chúng ta đi lấy cái cây xuyến chi này cộng với một chút muối, chúng ta giã nát ra, chúng ta nhét vào những cái nơi, những cái chỗ mà chúng ta bị sâu, hoặc là chúng ta nhét vào cái chỗ nào mà chúng ta bị đau, những cái răng nào mà chúng ta bị đau thì chúng ta nhét vào, nó sẽ có khả năng nó làm giảm những cái cơn đau. Và một cái nữa em muốn nói đến, muốn gửi đến toàn thể các anh chị và các bạn biết về cái cây xuyến chi này, là nó có thể là chứa cái trường hợp mà chúng ta, những cái trường hợp nào mà bị rắn cắn ấy đó, những cái trường hợp nào bị rắn cắn thì chúng ta cũng có thể là dùng cái cây xuyến chi này. Hơi mờ nhỉ. Đấy, chúng ta cũng có thể là dùng cái cây xuyến chi này, chúng ta giã ra rồi đắp vào cái vết thương thì nó sẽ nhanh chóng khỏi và nó hút được cái độc. Và một cái nữa em muốn nói với các anh chị và các bạn biết là cái cây này chúng ta có thể là dùng để mà chị cái chứng mụn ấy, mụn nhọt khi mà chưa sưng mủ nó còn đỏ thì chúng ta lấy cái cây này này, chúng ta lấy cây này chúng ta giã ra, xong là chúng ta đắp vào cái chỗ mà mụn ấy, thì để cho nó nhanh tạo mủ thì chúng ta lấy cái này, xong là chúng ta giã xong đắp vào cái chỗ sưng, thì sau một vài hôm thì nó sẽ nhanh chóng tạo mủ và nhanh chóng vỡ ra, thì lúc đấy nó sẽ nhanh khỏi. Nó là những cái trường hợp mà bị mụn nhọt đấy. Trên đây là một số những cái thông tin về cái cây xuyến chi này. Cây xuyến chi này nó mọc hoang dại ở khắp nơi. Đây các anh chị và các bạn chúng ta có thể biết. Đây. Đó. Bây giờ nó còn non. Cái cây này thì chúng ta có thể ăn được nhé. Cây này là cây ăn được. Chúng ta có thể là lấy cái ngọn này này. Đó. Chúng ta lấy cái ngọn, những cái ngọn là non non này, xong là chúng ta trần qua nước sôi. Nó cũng không khác gì cái cây lulu. Cái cây lulu em có một cái video em cũng giới thiệu với các anh chị và các bạn ấy. Cái cây lulu nó cũng ăn được. Và cái cây này chúng ta cũng có thể chúng ta ăn được. Chúng ta trần qua nước sôi. Ở trên em thì nói chung là đồ rừng thì những cái gì ở rừng thì chúng ta vẫn ăn được tốt. Đây. Có thể là nhiều anh chị em sẽ ngạc nhiên, tại vì là những đứa trẻ ở vùng cao thì thật sự là có thể chống chọi được khá là nhiều những cái loại bệnh khác nhau. Không biết là chúng
như thế nào, nhưng mà ở trên vùng cao ấy, ở trên em thì thật sự là những đứa trẻ rất là khỏe mạnh. Nó khác, trên em thì không được chăm sóc kỹ lưỡng như ở dưới miền xuôi, nhưng mà vẫn khỏe mạnh đều đều. Tại vì là có thể là nhờ do là cái hệ miễn dịch nó sẽ tốt hơn. Em đấy là em nói một chút về cái ở trên em thôi nhá. Tại vì là trên em hay dùng những cái cây, những cái rau dại ở trên rừng. Có thể là ở trong đấy nó có những cái chất bổ chẳng hạn. Thì đó là một số những cái thông tin ở trên em muốn gửi đến toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn, đúng không nhỉ? Em hy vọng những cái chỗ nào mà em vừa nói, những cái chỗ nào em nói sai thì mọi người bỏ qua. Và những cái chỗ nào mà em nói chúng ta thấy nó cũng cần thiết thì chúng ta nên lưu lại. Lưu lại để mà sau này chúng ta dùng, biết đâu đấy một ngày nào đấy chúng ta gặp phải những cái trường hợp mà như em nói thì chúng ta có thể là lấy cái cây xuyến chi này để mà chúng ta dùng làm thuốc, đúng không nhỉ? Và chắc hẳn thì có rất là nhiều người chúng ta đã biết đến cái cây xuyến chi này dùng làm thuốc rồi. Tuy nhiên là nhiều trường hợp chúng ta lại không biết đến. Mà cây này thì mọc hoang ở bên, ở đường rất là nhiều. Hầu hết là ở khắp nơi chúng ta đều có cái cây xuyến chi này. Tuy nhiên rằng thì một số trường hợp, một số anh chị thì chúng ta cũng không biết đến. Hy vọng đây là một số những cái thông tin hữu ích để mà giúp cho chúng ta bảo vệ và chăm sóc cái sức khỏe của bản thân và của gia đình chúng ta nhỉ. Nếu mà có anh chị nào thấy cái video này hay, hữu ích thì vui lòng để lại cho em like, để lại cho em một số những cái dòng comment ở dưới và chia sẻ cho nhiều người cùng xem cái video này để mà tất cả mọi người, nhiều người biết đến hơn nữa về cái công dụng của cây thuốc, cái cây xuyến chi này. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video clip lần sau. Em xin chào.